Tiếp theo là chùm tin các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi trao gạo hỗ trợ của tỉnh cho các hộ nghèo, cận nghèo, trao tiền hỗ trợ cho tổ COVID cộng đồng và thăm chúc Tết một số gia đình chính sách, người có công, đảng viên cao tuổi đảng. Tại huyện Phù Cừ, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đến trao 270 triệu đồng của tỉnh hỗ trợ các tổ COVID cộng đồng và gần 47 tấn gạo cho các hộ nghèo cận nghèo của huyện. Cũng tại huyện Phù Cừ, đồng chí Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đến trao tiền hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho hai hộ nghèo là gia đình ông Mai Văn Cường và bà Vũ Thị Phiên tại thôn Ba Đông, xã Phan Sầu Nam, mỗi hộ 80 triệu đồng. Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh cũng đến thăm chúc Tết các chức sắc Phật giáo tiêu biểu của tỉnh. Tại huyện Khoái Châu, đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đi thăm tặng quà Tết cho gia đình bà Lê Thị Thông ở thôn Hạ, thị trấn Khoái Châu, ông Nguyễn Hữu Mạnh, thôn Đông Tảo Đông, xã Đông Tảo là các nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại các nơi đến thăm, đồng chí ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống của gia đình các nạn nhân chất độc da cam, động viên gia đình nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Tại huyện Văn Lâm, đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa trao trên 31 tấn gạo của tỉnh hỗ trợ hơn 3.100 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và trao 400 triệu đồng hỗ trợ 80 tổ COVID cộng đồng. Tiếp đó, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến thăm tặng quà đồng chí Vũ Điển, đảng viên 75 năm tuổi đảng tại thị trấn Như Quỳnh, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu, đảng viên 75 năm tuổi đảng tại xã Trưng Trắc, ông Đỗ Như Hoanh, thương binh 41% ở xã Đình Dù, bà Trần Thị Phòng, vợ liệt sĩ ở xã Tân Quang và tặng quà hộ nghèo tại xã Trưng Trắc. Nhân dịp này, huyện Văn Lâm cũng trao 160 triệu đồng hỗ trợ 80 tổ COVID cộng đồng, trao quà hỗ trợ lực lượng bác sĩ, lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ tại các khu cách ly của huyện. Tại thành phố Hưng Yên, đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đến thăm và tặng quà Tết gia đình ông Ngô Văn Hiền, sinh năm 1954, là thương binh hạng 1/4 ở thôn Đông Triều, xã Liên Phương, thăm và tặng quà Tết bà Trần Thị Mình và bà Lê Thị Tâm, tròn 100 tuổi, cùng trú tại phường Lê Lợi. Cùng với việc trao tặng quà của Chủ tịch nước của tỉnh và thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy ân cần hỏi thăm sức khỏe, điều kiện sinh hoạt cũng như đời sống tinh thần, đồng thời chúc các đối tượng chính sách, người có công và các cụ cao niên có thật nhiều sức khỏe cùng gia đình đón năm mới Nhâm Dần 2022 vui tươi, đầm ấm và hạnh phúc. Tại thị xã Mỹ Hào, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy vừa đến thăm tặng quà chúc Tết gia đình ông Nguyễn Văn Điều là thương binh hạng 4/4 ở thôn Thuần Xuyên, xã Hưng Long, bà Vũ Thị Sen là vợ liệt sĩ Vũ Ba Thái ở tổ dân phố Ngo, phường Bạch Sam, đảng viên Nguyễn Tâm Sâm, huy hiệu 75 tuổi đảng và đảng viên Nguyễn Văn Hùng, huy hiệu 65 năm tuổi đảng ở tổ dân phố Đào Du, phường Phùng Trí Kiên. Trong dịp này, lãnh đạo thị xã Mỹ Hào cũng đến thăm tặng quà gần 200 gia đình chính sách tiêu biểu, các đảng viên huy hiệu từ 60 năm tuổi đảng trở lên. Các ngành đoàn thể xã phường cũng huy động nguồn lực thăm tặng hàng nghìn suất quà đến các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn thị xã. Liên đoàn lao động tỉnh cũng vừa tổ chức đi thăm và tặng 200 suất quà cho người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Kim Động và huyện Phù Cừ. Đây là những lao động có thành tích xuất sắc trong sản xuất và có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất quà trị giá 800.000 đồng nhằm động viên khích lệ các công nhân tiếp tục hăng say lao động sản xuất, đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.